Kính chào quý khán thính giả của chương trình Ủy ban truy tố tội ác Đảng Cộng sản. Chúng tôi là Liên Thành, Chủ tịch Ủy ban truy tố tội ác Đảng Cộng sản. Ngày hôm nay là lần tái ngộ kỳ 3 với quý khán thính giả ở quốc nội cũng như hải ngoại. Như hai lần trước, tôi đã trình bày về cái nguyên nhân của cái cuộc tấn công quân Cộng sản vào Huế trong mùa tháng 68. Kế hoạch tấn công và cái sự tấn công tôi đã nói một phần nào trong kỳ trước, và các cái hành động tàn sát đồng bào Huế cũng một cái phần nào. Ngày hôm nay, trước khi đi vào cái chi tiết thì tôi cũng xin thưa với một số các khán giả rằng là chúng tôi xin lỗi về cái vấn đề âm thanh không được rõ ràng. Cái lý do là các cái equipment của chúng tôi không phải là một cái loại tốt, nhưng mà vì cái hoàn cảnh không có cho phép thành chúng tôi chưa có thể mà trang bị cho một cái hệ thống âm thanh nó tốt hơn, thì mong quý thính giả thông cảm cho cái đó. Thưa quý vị, để bắt đầu vào cái sự việc về mùa tháng 68 ở cái cuộc tàn sát đẫm máu của quân Cộng sản, thì tôi xin đi tuần tự trong các cái khu vực của ven thành phố Huế và trong thành phố Huế. Đầu tiên là cái khu vực Từ Đàm, Bến Ngự, Nam Giao, đó là một khu vực mà sát nát cái thành phố Huế. Vào trong những cái ngày đầu thì quân Cộng sản đã chiếm hoàn toàn ở đó, và cái chùa Từ Đàm tại cái vùng Từ Đàm Nam Giao là cái trung tâm thanh lọc cũng như là trung tâm an ninh của cái mặt trận, bộ chỉ huy mặt trận Huế, mà cái người chỉ huy trong cái đám đó là viên trưởng ty công an thành phố Huế Nguyễn Đình Bảy, tất nhiên là Bảy Lanh, và cộng thêm nữa là cái lực lượng gọi là lực lượng an ninh bảo vệ khu phố của Nguyễn Đắc Xuân. Thì tại khu vực này, ngay cái giờ phút đầu tiên khi phát súng nổ thì dân chúng vào sáng sớm ngày mùng 2 Tết đã bắt đầu kéo chạy lên một cái khu vực gọi là nhà máy nước Giả Viên, Vàng Niên, để mà trú ngụ, vì nơi đó là cái nhà máy nước cũ, cho nên cái vấn đề các cái hầm nước bằng bê tông cốt sắt là có lẽ là một cái nơi mà tốt cho đồng bào tránh pháo kích, tránh bom rơi đạn lạc. Nhưng mà thật tình vừa đi nửa đường thì bọn Việt Cầm đã pháo và trần lui đồng bào, không cho đồng bào lên trú ẩn vùng đó nữa. Và vì vậy cho nên hầu như tất cả mọi người trong cái vùng Từ Đàm, Bến Ngự, Nam Giao đều phải trở lui tại nhà và trốn tránh ở nhà. Thì trong cái ngày mùng 2, mùng 3 Tết trở đi đó, đồng bào ở khu vực đó bị thương rất là nhiều. Và ngay lập tức trong cái khu vực đó có hai nhân vật đứng ra để mà thành lập cả cái đội cứu trợ y tế cho đồng bào, giúp đỡ cho đồng bào. Cái người thứ nhất phải kể đến đó là ông Võ Thành Minh. Nhân vật Võ Thành Minh là một cái nhân vật, là một cái người quốc gia. Ông ta trong cái thời kỳ 1954 khi hòa đàm Geneva ký kết, thì ông là người chính là cái kẻ mà dặn dừng cái bức liều bên bờ hồ Geneva thổi sáo để cầu nguyện cho hòa bình Việt Nam. Và ông ta cũng là một trong những founder của phong trào hướng đạo Việt Nam thời kỳ 1930-32-33. Cái nhân vật thứ hai đó là phụ thân của tôi, và cái tên của ông là Trạng Cử. Ông cũng là bạn rất thân với ông Võ Thành Minh, và cũng là một founder của cái phong trào hướng đạo Việt Nam vào thời kỳ 1930-32. Ông phụ thân của tôi là một nhà giáo ngay từ khi ông còn trẻ cho đến khi ông về già.
Thì hai người này với một cái tinh thần của một hướng đạo sinh, họ thành lập một cái đoàn gọi là đi cứu thương cho đồng bào trong vùng Từ Đàm bị ngự, và ngoài ra họ còn đi xin gạo và đi xin những thực phẩm của những người có nhiều và để san sẻ, họ tiếp tế cho những người vì cái hoàn cảnh không nấu nướng được hoặc bỏ chạy ra khỏi nhà mà không có phương tiện nấu nướng, thì lại tiếp tế cho những cái nạn nhân đó. Nhưng mà qua đến ngày mùng 4 Tết thì thưa quý vị, là Việt Cộng đã bắt đầu để ý và bọn chúng bắt đầu lùng bắt ông Võ Thành Minh cũng như phụ thân tôi. May mắn là phụ thân tôi trốn được, riêng ông Võ Thành Minh đã bị bắt. Và sau khi chiến cuộc chấm dứt thì gia đình, lực lượng tìm kiếm thi hài nạn nhân đã tìm được xác của ông Võ Thành Minh vào một nơi cách vùng Từ Đàm cũng không xa. Thì đó là một cái hành động mà chúng ta thấy rằng hết sức là dã man với một cái người, mà suốt đời khoan loại được cái tinh thần của một người quốc gia, mà tinh thần của một người vì dân tộc, đã từng thổi sáo bên bờ hồ Geneva ở Thụy Sĩ để cầu nguyện cho hòa bình khi cái hòa đàm Paris hòa bình năm 4 được ký kết, và với một cái người mà chỉ nghĩ đến người khác trước mình, là ông ta đã sống trong lửa đàn với phụ thân của tôi để giúp đỡ cho đồng bào, vậy mà bọn cộng sản vẫn đem đi chôn sống. Đó là trường hợp thứ nhất. Còn những cái trường hợp đã xảy ra tại vùng Từ Đàm hết sức là oai âm. Ngay tại đó, vùng Từ Đàm là cái nơi mà có mộ bia, hoặc là cái nơi mà ngày xưa của cụ Phan Bùi Châu, nhà cách mạng Việt Nam, sau khi bị Tây Bắc đưa từ ngoài Hồng Kông về, đưa từ Thượng Hải về, đưa ra tòa đại hình ở tại Hà Nội xử tuyên xử phạt tử hình, và sau đó giam cụ Phan Bùi Châu tại biệt thự Từ Đàm. Thì cái nhà đó là cái nhà mà đó là một cái di tích lịch sử, và cũng là cái nơi đó cũng là ngôi mộ của cụ Phan Bùi Châu. Thì cụ Phan Bùi Châu có hai người con trai, người ta thường nói đó là cậu huynh và cậu đệ. Thì ở cái thời điểm đó có ba người cháu nội của cụ Phan Bùi Châu cư ngụ tại đó, ngay vùng Từ Đàm, ngay nhà cụ Phan Bùi Châu. Người thứ nhất là anh Lê Thiện Cầu, anh ta là đại úy quân cảnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và hai người nữa là cao cấp của ngành cảnh sát bị kẹt lại trong cuồng nhì, đã bị tụi nó xử bắn. Chẳng hạn như ông Lê Văn Cư là phó giám đốc nha cảnh sát, tất nhiên là chỉ huy phó bộ chỉ huy cảnh sát quốc gia vùng 1 là ông Lê Văn Cư. Chẳng hạn như ông Lê Văn Phú thì ông này trước cũng là trưởng phòng hành chánh của bộ chỉ huy cảnh sát quốc gia Thừa Thiên Huế, và sau đó thì ông qua làm quận trưởng quận nhì, rồi cùng một số các cái thành phần chỉ huy của lực lượng cảnh sát, họ đã lơ là không có chịu ở cái đơn vị khi được lệnh gọi ứng trực, thì những cái thành phần đó bị bắt, và tất cả những cái thành phần đó khi cái đám Nguyễn Đắc Xuân nó bắt được thì nó xử bắn ngay tại chỗ chứ không cần phải đem đi xa. Ngay cả cái trường hợp như chúng ta, những cái người Huế và những đồng bào ở hải ngoại này, cũng không một đại đa số đồng bào đều biết một cái quán bún rất nổi tiếng là quán bún Bà Rớt, hay là thường kêu là Mù Rớt. Ông chồng cũng là cái người đã ra trình diện và bọn chúng đã cho về, nhưng mà sau đó bọn chúng bắt lại vì bọn chúng phát hiện ra ông ấy là nhân viên cảnh sát, cho nên nó bắt lại và nó bắn ngay tại chỗ. Đó là đặc biệt tại quận nhì, như tôi đã trình bày với quý vị lần trước, là nơi mà bộ chỉ huy an ninh của khu Trị Thiên cũng như bộ chỉ huy của cơ quan thành ủy Huế đã thành lập cái tòa án nhân dân. Cái tòa án nhân dân này đặt dưới quyền của ông chánh án là ông giáo sư Hoàng Phụ Ngọc Tường ngồi ghế chánh án, và sau đó những cái đám ủy viên trong tòa án là Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phụ Ngọc Phan, Hoàng Phụ Ngọc Tường, vân vân và vân vân. Thì cái phiên tòa này xử ai, thưa quý vị? Ngoài cái một số người mà nó bắt được
thì nó nói là người quân người quyền hay là công an cảnh sát Ngụy, có đại đa số là vợ con của những anh em thương phế binh, hoặc là hay gọi tóm ra là cô nhi tử sĩ. Những cái người này chồng đi lính hoặc chồng ở cảnh sát hoặc các cái đơn vị bán quân sự đã vì quốc vong thân, và họ là những cô nhi tử sĩ. Thì công việc làm của họ là gì? Đại đa số họ là những cái người làm bồi làm bếp giặt giũ cho các cái căn cứ quân sự Mỹ, chẳng hạn như là Bắc Vi, đại đa số là căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ đóng tại Phú Bài. Họ là những cái người mà làm những cái việc lao động rất cực khổ để mà kiếm tiền nuôi sống. Vậy mà tất cả những người này, lực lượng an ninh của Hoàng phủ Ngọc Tường, Hoàng phủ của Nguyễn Đắc Sung đã bắt và đưa ra tòa án nhân dân. Thì cái tội của họ được Hoàng phủ Ngọc Tường tuyên bố đó là tội là làm cho CIA của Mỹ, mà thật tình họ chỉ là nhân công chuột giòn thôi, mà ngoài kết tội họ là CIA của Mỹ. Và với cái tội trạng như thế này thì những người này phải lãnh cái bản án tử hình. Và thưa quý vị, 204 nạn nhân đã bị Hoàng phủ Ngọc Tường tuyên bố tử hình và bị chôn ngay tại trong cái vùng trường trung học Giáo Hội. Đó là một cái điều mà hết sức đau đớn. Sau này khi cuộc chiến đã tàn đã chấm dứt năm 1983 84 tôi nhớ không lầm, thì nhân cái cuộc mà đầu cuộc phỏng vấn của bà của một nữ ký giả ở đài AFI thì phải, thì Hoàng phủ Ngọc Tường chối là nói từ trận đánh khởi đầu cho đến cuối trận đánh Hoàng phủ Ngọc Tường không có mặt tại Huế. Thì một số bạn bè thân thích hoặc là những kẻ nằm vùng ở tại hải ngoại này, khi tôi viết cuộc biến động miền Trung đều cho tôi là cái người mà ngụy tạo đó, nói là Hoàng phủ Ngọc Tường không có mặt tại trận đánh Huế, tại sao Liên Thành lại viết như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, đến khi cái cuộc phỏng vấn của một nhà làm phim ở một cái cuộn phim mà về lịch sử người Mỹ, thì Hoàng phủ Ngọc Tường đã nói một cách rất là tự nhiên là khi tôi đang đi trên trong một cái vùng mà chân tôi bị dập ướt, tôi tưởng là bùn, tôi bật đèn lên thì hóa ra đó là máu. Cái vùng đó là cái vùng mà tại cầu Giáo Hội, tất nhiên là vùng nằm trong thành phố quận 3. Thì thưa quý vị, thử hỏi là cái chuyện láo lường của Hoàng phủ Ngọc Tường đã được phơi bày. Cái chuyện đó tôi cũng đã có ghi âm cái lời nói của cái Hoàng phủ Ngọc Tường và đã để trong một cái cuốn sách mà chúng tôi gọi là Bible, cuốn sách nhỏ mà đã phổ biến cho đồng bào. Nếu đồng bào nghĩ rằng là có thể được thì là đồng bào kiếm cái cuốn sách này. Cuốn sách này thì có cái trường hợp rõ ràng là có giọng nói của Hoàng phủ Ngọc Tường về cái vấn đề như vậy. Thưa quý vị, đó là cái vùng mà tòa án nhân dân cái quận nhì. Riêng tại quận nhất thì ngay ngay ngày mùng 2 Tết thì nhiều nhân chứng đã thấy Nguyễn Đắc Xuân, Tôn Thất Dương Tiệm, Hoàng Văn Giàu đã hướng dẫn một tòa án tù nhân khoảng 6 người đi đến ngay cái bờ bờ tường của cửa Đông Ba, và tại đây 6 tù nhân đó đã được đẩy lên ngay bờ tường và xử bắn. Và chính Nguyễn Đắc Xuân là người đã xử bắn bắn một loạt AK vào một nạn nhân, mà rõ ràng nạn nhân đó chính là người bạn thân của Nguyễn Đắc Xuân. Tức một cái người bạn bạn thân đã lâu năm, có thể nói là bạn đối khổ là khác, là Trần Mậu Tý. Trần Mậu Tý này là cũng là một cái sinh viên của Đại học Huế, và năm 1966 khi phong trào tranh đấu Phật giáo thì Trần Mậu Tý là đại đội trưởng đại đội Phật tử quyết tử của Nguyễn Đắc Xuân. Nhưng mà sau này vì cái lẽ nào đó có thể là Nguyễn Đắc Xuân phát hiện ra hay sao đó, thì Nguyễn Đắc Xuân nói là Trần Mậu Tý là kẻ nổi tiếng, là người của Đảng Đại Việt cũng như là người của
lực lượng an ninh tình báo cảnh sát. Cho nên ngay từ ngày đầu, Nguyễn Đắc Xuân đã tìm bắt cho được người bạn thân, và chính Nguyễn Đắc Xuân là người sử bắn cái người bạn thân đó. Đó là những cái trường hợp điển hình. Nhưng mà thưa quý vị, có một cái trường hợp điển hình khác, cái này là một cái ô nhục cho đồng bào Huế, một cái ô nhục cho dân tộc Việt Nam mình. Đó là cái trường hợp Hoàng Phụ Ngọc Phan là một sinh viên y khoa năm thứ hai. Y có những người thầy ngoại quốc là ba vị giáo sư người Đức y khoa. Họ đến Huế, họ đến Việt Nam và ra Huế theo một cái chương trình viện trợ của chính phủ Tây Đức viện trợ cho trường Đại học Y khoa Huế. Những cái vị bác sĩ rất giỏi để dạy cho sinh viên y khoa Huế. Thì ba vị này có thêm một bà vợ nữa, là tổng cộng bốn người tất cả. Thì khoảng ngày mùng 4, mùng 5 Tết thì Hoàng Phụ Ngọc Phan do cái sự hướng dẫn của một cái tên cộng sản nằm vùng là nhân viên y công của Bệnh viện Huế. Tên này hướng dẫn Hoàng Phụ Ngọc Phan, đảm an ninh của Hoàng Phụ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân đến ngay cái gọi là cư xá của giáo sư đại học và bắt ba vị giáo sư người Đức và bắt luôn bà vợ của một ông bác sĩ người Đức đó đi theo luôn, tổng cộng bốn người Đức. Bọn chúng giải bốn người Đức này lên chùa Từ Đàm giam một thời gian, sau đó giải lên phía tây thành phố Huế là chùa Kim Tiên và chùa Tường Vân, và tại ngay khu vực đó thì bốn người này hầu như là mất tích. Sau khi tái chiếm Huế thì là chúng tôi trong cái chương trình tìm sát những đồng bào mà bị cộng sản sát hại thì mới phát giác ra một cái hầm chôn ngay tại cái vùng gần chùa Tường Vân, và khi đào sát lên thì đúng là bốn người Đức. Thì ngay lập tức chúng tôi báo cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát tại Sài Gòn, và Bộ Tư lệnh đã báo cho Tòa đại sứ Tây Đức ở tại Sài Gòn, và chuyên viên và Tòa đại sứ đã ra Huế để nhận xác. Chuyên viên họ ra, họ dạo nghiệm và phải nói rằng họ rất là đau lòng. Tất cả bốn người Đức đều bị đánh đập, gãy hai tay, gãy chân, gãy xương sườn, và cuối cùng người nào cũng bị vết đạn hoặc bắn từ sau óc ra trước mặt, hoặc bắn từ trước mặt ra sau óc. Đây là một cái hành động mà có thể nói là chưa từng có. Bởi vì như thế này, nếu theo quan niệm Đông Phương thì đây họ là những cái người ân nhân. Bởi vì ngoài cái việc giảng dạy cho sinh viên trường Đại học Y khoa Huế, họ còn là ân nhân của hàng ngàn bệnh nhân ở tại Huế. Vì ngoài giờ dạy ra, họ là những bác sĩ trực tiếp chữa bệnh cho đồng bào, cho bệnh nhân Huế ở tại Bệnh viện Huế. Vậy mà người Việt Nam chúng ta khoan nói đó là cái đám cộng sản, mà khi cái dư luận tung ra thì họ chỉ nói rằng người Việt Nam chúng ta là những kẻ vong ơn bội nghĩa. Đó là những ân nhân của đồng bào Huế, đó là những ân nhân của sinh viên Đại học Huế. Mà lòng già nào nợ đi bắt các ông thầy này đánh đập để rồi mà đem đi chôn sống. Thì thưa quý vị, sau khi Tòa Đại sứ Tây Đức nhận xác và đem về, và kế tiếp những ngày sau thì dư luận cả thế giới đều phẫn nộ về cái hành động dã man của những cái người Việt Nam. Họ chỉ nói là người Việt Nam thôi, họ chẳng cần nói đến đó là cộng sản hay quốc gia, mà chúng ta đã bị cái ảnh hưởng lây. Một cái ảnh hưởng mà đã xúc phạm đến cái tinh thần hiếu khách của người Việt Nam. Một cái lũ có thể gọi là quá sắc máu, mà đã làm một cái điều tồi tệ, mà cho đến ngày hôm nay chúng tôi trong ủy ban truy tố thì chúng tôi sẽ trình bày sau. Chúng tôi đã có liên lạc với thân nhân của những người này, và đương nhiên là chúng tôi đã có những cái công việc phối hợp với gia đình của họ trong cái vấn đề đưa cái đám này ra tòa án quốc tế để truy tố bọn chúng về cái tội sát nhân đối với bốn giáo sư Đại học Tây Đức. Nói như vậy để quý vị thấy rằng là sau những cái vụ, ngoài những cái vụ mà giết, mà điển hình chúng tôi kể ra, thì thưa quý vị là những cái vụ bắt bớ và ngoài trình diện ba đợt cho về rồi đến đợt thứ tư bắt đi luôn như tôi đã trình bày lần trước, thì cuối cùng thưa quý vị là cái tổng số nó đã lên đến
5.327 người bị bắt giết dưới hình thức trốn sống hoặc là đập đầu bằng những cái vật cứng vào đầu, và bắt đi 1.200 người mất tích. Thì thưa quý vị, trong suốt cả cái thời gian như vậy cho đến nay đã 45 năm rồi, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn giữ im lặng và vẫn tìm cách chối tội là không có tàn sát đồng bào, đặc biệt là đồng bào Huế, mà bọn chúng đổ lỗi cho gọi là bom đạn của đồng minh, bom đạn của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã sát hại số người đó. Mà cái lời đổ chối tội đó là do tên Nguyễn Đắc Xuân, và ở hải ngoại này là do tên đại tá cộng sản Bùi Tiến Trả Hàng đã từng tuyên bố như vậy. Cách đây không lâu, tôi nhớ không lầm thì khoảng 4-5 tháng, khi Bùi Tiến đến San Jose để tuyên truyền cho chủ nghĩa cộng sản do một nhóm người phản động để mời, thì tôi có lên và trực tiếp gặp Bùi Tiến để đòi đối chất vụ này. Nhưng rất tiếc Bùi Tiến không chịu trực tiếp đối chất với tôi. Đó là những cái trường hợp mà thưa quý vị đã xảy ra trong cái biển cổ Mậu Thân, trong cái vụ tàn sát một cách tàn bạo như vậy. Đến đây là tôi nghĩ rằng là đã 35 phút, tôi còn lại như vậy là 25 phút. Nếu có quý vị nào có câu hỏi thì tôi xin trả lời, chuyển qua cái hệ thống của chúng tôi và chúng tôi sẽ trả lời. Đó. Thì chúng tôi xin chờ đợi, để trả lời quý vị. Mà cũng như trước đây đã có nhiều người hỏi rất nhiều về cái trường hợp những cái nhân vật hiện đã còn và đã từng nhúng tay vào máu của đồng bào Huế thì ai còn ai mất. Thì tôi xin thưa như thế này, có thể là đại đa số đang còn cả. Riêng với những cái thành phần chẳng hạn như là Nguyễn Đắc Xuân hiện tại đã còn sống tại Huế, và y thường nói rằng y là coi như là nhà sử học hay là nhà Huế học, thì tên này là một cái tên tồi đồ mà có thể nói là hết sức là quan trọng trong cái vụ thảm sát mồ đồng bào Huế. Đó là cái thứ nhất. Tên này là một trong những tên phải ra trước tòa quốc tế để trả lời về những cái tội ác của nó đã gây ra cho đồng bào Huế. Cái thứ hai, chúng tôi cũng theo dõi và bám sát rất kỹ, mặc dù chúng tôi ở hải ngoại nhưng một số anh em của chúng tôi vẫn còn ở trong nước. Đương nhiên chúng tôi không dám nói một cách minh bạch và rõ ràng hơn, nhưng mà chỉ nói vậy để quý vị thấy rằng là chúng tôi biết rõ những cái tên thủ phạm này ở đâu, hiện tại nó làm cái gì. Thì cái tên thứ hai mà hết sức là quan trọng là Nguyễn Thị Đoan Trinh. Nguyễn Thị Đoan Trinh là ai? Thưa quý vị, Nguyễn Thị Đoan Trinh vào Mậu Thân 68, y là sinh viên Đại học Dược Khoa của Đại học Dược Khoa Sài Gòn. Mậu Thân 68, y ra Huế, và người cha của y là Nguyễn Đoá, và anh rể của y là của y thì là Tôn Thất Dương Tiềm. Cả ba cha con này là cán bộ, Nguyễn Đoá và Tôn Thất Dương Tiềm là cán bộ trí vân của cơ quan thành ủy Huế. Nó sống hợp pháp ở tại thành phố Huế, ăn cơm quốc gia, làm việc cho quốc gia để lãnh lương, nhưng mà bên trong nó là cán bộ cao cấp của cơ quan thành ủy Huế, phụ trách về trí vận, phụ trách về tôn giáo vận. Thì Mậu Thân Nguyễn Thị Đoan Trinh ra Huế, nhập vào với cha và nhập vào với anh rể của mình. Một cái hành động, những cái hành động của Nguyễn Thị Đoan Trinh được kể như sau. Quý vị biết rằng là Mậu Thân đương sự đi một chiếc xe hông đá đám và mặc một cái đồ bộ đồ màu hồng, vai đeo súng AK-47, lưng thì lùm lần súng K-54 của Trung Cộng. Y thì chạy cùng khắp cả cái vùng mà y sĩ kiểm soát, gặp đồng bào chạy tị nạn thì y sĩ chần lại, ngoài trừ đàn bà. Riêng đàn ông là đương sự hỏi ngay, hỏi giấy tờ xong rồi hỏi làm gì. Mà nếu những ai mà không biết lầm lẫn mà chỉ có trả lời là
tôi là lính chẳng hạn, như tôi là cảnh sát hay là tôi là cái gì đó liên quan đến chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, thì không cần một câu thứ hai, đương sự nổ súng bắn chết ngay người đó. Thì trường hợp chúng tôi là có một cái ông đồn trưởng cảnh sát ga là ông Tửu, rất tội, ông ta cũng cấp bậc sĩ quan, thì ông kẹt lại và ông chạy với gia đình ông. Không may ông gặp cái con, phải nói đây là một con quỷ sống, gặp cái con quỷ sống này, thì con quỷ này nó hỏi ông làm cái gì, thì ông quá thiệt thà ông nói tôi là đồn trưởng cảnh sát ở ga. Thì chưa xong cái câu đó thì Nguyễn Thị Đoan Trinh đã bắn một loạt AK vào người ông ta và ông ta ngã gục trước mặt, trước cái sự chứng kiến của vợ con. Đây là một cái hành động mà có thể nói là ngoài cái tưởng tượng. Mà thưa quý vị, bây giờ cái con Nguyễn Thị Đoan Trinh này nó đã già, nó cũng trên 60 tuổi hơn rồi. Và hiện nó là một đại thương gia của miền Nam. Thật tình là ông trời không có mắt. Nó cũng nhiều khi mình cũng nghĩ không hiểu tại sao có những kẻ làm ác mà họ bòn chúng lại được ông trời dung dưỡng sống một cái cuộc đời sung sướng như vậy. Nguyễn Thị Đoan Trinh bây giờ, trước đây là một đại thương gia của Sài Gòn, bây giờ nó đã về hưu rồi, và nó ở trong một cái khu rất là sang trọng và rất nổi tiếng, gọi là cái khu 17, 18 Vườn Trầu chi đó ở Bình Dương. Thì đó, ngoài ra một cái số khác thì là như tên Hoàng Phúc Ngọc Phát thì hiện đang phụ trách một cái số công việc của cơ quan thành ủy Sài Gòn và hiện ở tại Sài Gòn. Thì nói tóm lại, có nhiều người hỏi tôi rằng bây giờ ông đang làm một cái chương trình để truy tố tôi hắn, thì cái thứ nhất là cái bằng chứng như thế nào, cái thứ hai cả cái dân sự đó nó như thế nào, thì tôi xin thưa chúng tôi có rất nhiều bằng chứng, hồ sơ chúng tôi chuyển cho tổ hợp luật sư quốc tế đã lên đến gần cả ngàn hồ sơ, và những cái nhân vật nào đã từng tham gia giết hại đồng bào Huế mà hiện còn sống thì chúng tôi hầu như có địa chỉ và chúng tôi biết bọn chúng ở đâu. Nhưng một ngày nào đó khi phiên tòa quốc tế được mở thì đương nhiên những cái tên này sẽ nhận được cái trác để ra tòa trình bày những cái sự việc của nó. Cái lực lượng cảnh sát chúng tôi gồm có rất nhiều cái lực lượng, mà trong đó đó cái cảnh sát đặc biệt chính là cái danh từ công an cũ, nghĩa là chi? Lực lượng công an hay cảnh sát đặc biệt là một cái lực lượng mà có thể nói là rất nặng về cái vấn đề tình báo, nghĩa là cái trách nhiệm của cảnh sát đặc biệt hay trách nhiệm của công an là thu thập các cái tin tức tình báo về địch cũng như là về bạn, chẳng hạn như đương nhiên cái trách nhiệm của người cảnh sát đặc biệt và cái bộ phận cảnh sát đặc biệt chẳng hạn như Ty Thừa Thiên, thì chúng tôi có nhiệm vụ gài người vào trong hàng ngũ địch, thu lượm tin tức, gài người nội tuyến để mà ngăn chặn, để mà biết được các cái tin tức, các cái âm mưu, chủ trương, đường lối của cộng sản hiện tại và sắp đến, để chúng tôi trình lên thượng cấp có một cái biện pháp ngăn chặn và đối phó. Thượng cấp đây là thượng cấp trực tiếp, và sau đó thì là với thông báo cho các cơ quan hữu trách liên hệ, chẳng hạn như là chúng tôi ghi nhận được có một cuộc tấn công của cộng sản sắp xảy ra ở cái vùng nào đó, thì lập tức cái bản tin đó sẽ được chuyển đi đến cái vị chỉ huy quân sự ở cái vùng đó, biết rằng việc cầm sẽ tấn công anh ở đơn vị nào, quân số bao nhiêu, ngày giờ như thế nào, để cho cái đơn vị có trách nhiệm ở đó họ biết để họ phòng thủ. Đó là cái. Ngoài ra thì cái công an hay cảnh sát đặc biệt còn có cái nhiệm vụ mà đối đầu gọi là an ninh nội chính, có nghĩa là phụ trách xâm nhập vào các cái cơ sở, các cái thành phần chống đối, chống chính phủ, không là cộng sản nhưng mà đối lập chính phủ hoặc là chống đối chính phủ, thì chúng tôi phải có những cái nhân viên, các cái sĩ quan mà chúng tôi gọi là cán bộ điều khiển xâm nhập vào những cái tổ chức đó để mà cầm nắm các tin tức chống đối chính phủ rất kỹ càng, để có thể mà chính phủ có một cái hoạt động cái phản ứng cấp thời ngay lập tức.
tóm lại là xin trả lời công an của cầm sản là gì. Thì tôi nghĩ hẳn chỉ có khác nhau giữa cái cầm sản, công an của cầm sản và quốc gia. Thì công an của người quốc gia là chúng tôi làm việc căn cứ trên, thứ nhất là luật pháp quốc gia, thứ hai là bản chất của người quốc gia. Chúng tôi làm việc có luật, có lệ, và đặt cái vấn đề giáo dục, đặt cái vấn đề tình thương, cái vấn đề nhân bản đạo đức lên trên. Còn đối với thằng công an cầm sản thì đó là những cái tên mà có thể nói là những cái tên khát máu, nó chỉ nghĩ đến đảng của nó và nghĩ đến cái tên Hồ Chí Minh mà thôi. Ngoài ra nó hành sự luật pháp không là luật pháp, mà đó là luật rừng của cầm sản. Thì thưa ông bà ở Cali, đó là câu trả lời của tôi về cái công việc mà công an là gì và nó hoạt động như thế nào. Còn hoạt động bao lâu tại Huế thì xin thưa là cái cơ sở năm vùng của cầm sản nó đã có từ lâu đời rồi. Từ khi mà thằng Hoàng Kim Loan nó nhận được chỉ thị nó vào Huế hoạt động là từ năm 1944 rồi. Và có thể nói tôi xin thưa với cái ông ở Cali đó, xin thưa với anh như thế này, có thể nói rằng là không có một cái vùng đất nào mà giống như vùng đất Huế. Cầm sản quá nhiều mà nó lém loại trong hàng ngũ sinh viên, trong hàng ngũ học sinh, và đặc biệt là sau cái vụ mà đạo cảnh 1963 thì cái ảnh hưởng của Phật giáo Việt Nam thống nhất quá mạnh đối với dân Huế. Có nghĩa là dân Huế vì cái đạo Phật đã thâm nhập lâu đời trong lòng người Huế, cho nên người Huế có một cái đầu óc mà tôi có thể nói là hết sức là mù quáng. Ngay cả mẹ tôi cũng vậy, quái thầy là Phật mà không biết là thầy làm điều đó là tốt hay xấu, thì thầy nói là nghe thôi. Vì cái yếu điểm đó mà người cầm sản đã gài cái cơ sở việc cầm vào trong các cái cơ sở tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo ở Huế. Thì như quý vị thấy đó, trong năm 66 đó, những cái thành phần tranh đấu chống lại chính phủ toàn là những cái thành phần đứng đầu là ông Trí Quang, ông Đôn Hầu và những cái tên việc cầm đùi lốp tu hành mặc áo cà sa, và tiếp theo sau là những cái tên trí thức sinh viên cơ sở nằm vùng, đều là những cái thành phần mà gọi là tín đồ Phật giáo cả. Cho nên mới xảy ra cái tình trạng là bọn chúng quá sắc máu, bọn chúng quá nhiều tin tức trong quần chúng, và khi bọn chúng thất thế chạy lên núi và đến năm 68 bọn chúng trở lại, thì đây là một cuộc tàn sát hết sức là dã man và tàn bạo, như là một cái hành động để mà trả thù lại người Huế. Thì tôi xin thưa với anh là như thế này, ở Huế đó nó chia ra hai cái thành phần rất là rõ ràng. Quốc gia thì có thể nói là quốc gia nó có sâu từ trong máu, mà cầm sản thì nó cũng có sâu từ trong máu của người cầm sản. Thành ra nói tóm lại, Huế, quốc gia và cộng sản không bao giờ hòa hợp với nhau đâu, đừng có bao giờ tự lập. Và nhất hàng đối với người cộng sản, cho đến ngày hôm nay mà những ai nói gọi là hòa hợp, hòa giải dân tộc, đó là một cái điều hết sức là lầm lẫn. Đó là tôi xin thưa với anh như vậy. Nếu quý vị nào có câu hỏi nữa thì tôi xin trình bày. Tiếp theo có một vị ẩn danh trả lời rằng, hỏi rằng trong suốt thời gian việc cầm chiếm đóng Huế, họ lập ra một hệ thống chính quyền cầm sản như Ủy ban Nhân dân, Tòa án Nhân dân v.v. Sau khi Việt Nam cầm hòa tại chiếm Huế, thì phía cảnh sát quốc gia có bắt bọn chúng hay không? Xin ông kể thêm chi tiết. Vâng. Tôi xin thưa như thế này, khi Việt Cộng mà tái chiếm tấn công Huế thì ngay lập tức ngày hôm sau bọn chúng thành lập chính quyền, gọi là chính quyền cách mạng ngay lập tức. Tại cùng nhất nó cũng thành lập một cái chính quyền, giao cho một sinh viên của trường mỹ thuật. Anh ta là cháu của ông giáo sư Nguyễn Hữu Ba. Tất nhiên là anh đó là giáo sư trường mỹ thuật cao đẳng, là Nguyễn Hữu Vấn, làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cùng nhất. Về quận 2 thì lại giao cho một cái nhân vật
mà tay này là ngày xưa năm 1954 đó đã từng gọi là vượt vượt biên thì cũng đúng, từng ngoài Bắc trốn vào Nam đó. Và sau đó đó là học đại học và lục khóa, và khi mà phong trào tranh đấu năm 66 thì y là chủ tịch của tổng hội sinh viên đại học lục khoa, làm tay này lại là chủ tịch ủy ban nhân dân của quận nhì. Nhưng mà một cái điều quan trọng nhất mà khi hồi tôi quên nhắc đến cái nhân vật hiện đã còn sống tại Pháp, đó là Lê Văn Hạo. Lê Văn Hạo nguyên là thời kỳ ở Pháp. Lê Văn Hạo là con của một ông triều phú ở tại Huế. Ông này thời kỳ Pháp ông ta trúng một cái số độc đắc rất lớn, cho nên gọi là ông triều phú, là ông Lê Văn Tập. Thì ông Lê Văn Tập này đã gửi, Lê Văn Hạo là con của ông ta vì có tiền cho nên gửi con ông ta đi qua Pháp du học từ năm 1952, năm 53 gì đó. Và đến sau này thì Lê Văn Hạo đã đầu tiến sĩ ở tại Pháp với cái major, tất nhiên là cái môn học của anh ta là nhân chủng học. Và sau đó trong suốt thời gian tại Pháp, ông ta chịu cái ảnh hưởng của cộng sản rất nặng, là do chịu ảnh hưởng của ông giáo sư Trần Văn Khê, là anh ruột của ông Hề Trần Văn Trạch, và một ông giáo sư nữa mà tôi quên tên. Thì hai người này là hai nhân vật mà có thể gọi là theo cộng sản không biết từ bao lâu rồi. Từ đó sau này thì Lê Văn Hảo trở lại Huế dạy ở phân khoa đại học, thì tại đây đương sự hoạt động rất mạnh cho cộng sản nội thành. Đương sự đã từng ở trong cái tờ báo Lập Trường, một cái tờ báo mà của cộng sản thành lập ra để ngoài mặt là chống chính phủ, mà trong đó chẳng hạn như là có Lê Khắc Quyết, trách nhiệm của tôi, và tôi có thể nói thẳng thẳng chúng tôi có bằng chứng, có tài liệu, bà Tùng Chi này là người tình của ông Hòa Thượng Thích Đôn Hậu từ không biết bao nhiêu năm cho đến khi ông mất đó. Thì trước giờ mất bà vẫn còn là người tình của ông ta, đó là cái bà Tùng Chi. Thì cái lực lượng mà thưa anh nói rằng là chúng tôi có bắt được bao nhiêu người, thì tôi xin thưa với anh như thế này, cái số người mà bắt thì thật tình kể không hết được. Là bởi vì sao? Việc cầm chiếm Huế 22 ngày, thật tình á, cuộc chiến kéo dài 26 ngày, nhưng mà 22 ngày thì bọn chúng á, từ ngày đầu đến ngày 22 thì bọn chúng nghĩa là tung hoành ngang dọc, nhưng đến ngày 22 thì lực lượng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa với đồng minh phản công, thì khi đó bọn chúng chỉ có chạy số chống chiếm được nữa. Thành tôi khi nói ra thì tôi chỉ căn cứ 20 ngày, 2 ngày mà bọn chúng có thể làm được gì thì tôi mới nói đó là 22 ngày. Thì trong suốt 22 ngày bọn chúng chiếm Huế thì bọn chúng tưởng là đã thắng đến nơi rồi. Cho nên tất cả các cái cơ sở bí mật của bọn chúng mà đã gây dựng từ trước 1944-45, từ khi đang còn là mặt trận Việt Minh đó, là bí mật hết sức. Nhưng mà đến cái năm 68 Mậu Thân nó tưởng thắng đến nơi, cho nên tất cả các cơ sở bí mật đều lộ diện. Và sau khi bọn chính quy, bọn du kích có súng đạn tháo chạy, thì để lại cái đám mà cơ sở tình báo hoặc là đám mà làm việc cho cộng sản, đám việc gian bơ vơ. Thì thưa anh, đó là cái vấn đề mà bọn đó đã bị chúng tôi vô hiệu hóa, không nghĩa là không còn sót một tên nào nữa. Đó là cái hoạt động mà anh hỏi chúng tôi. Bây giờ có một cái câu kế tiếp là nói rằng nhân tưởng niệm 45 năm Mậu Thân sắp đến. Cái câu hỏi được đặt ra là Ủy ban truy tố tội ác Đảng Cộng sản Việt Nam có gì định gì bên cạnh chương trình thảo luận này. Thì thưa anh cũng biết rằng là 45 năm Mậu Thân trôi qua, những cái nỗi oan ức của người chết vẫn không được giải tỏa, và cộng sản cứ mỗi ngày mỗi đánh trống lảng để cho đồng bào và cái dư luận thế giới quen quên đi cái hành động dã man của bọn chúng đối với đồng bào.
Và cộng thêm đó thì bọn chúng cho cán bộ của bọn chúng đi tuyên truyền ở quốc ngoài rằng cái vụ tàn sát Mậu Thân là do bom đạn của quân địch Hoa Kỳ, do bom đạn của Việt Nam Cộng Hòa gây ra, chứ bọn chúng không hề có lệnh lạc và chẳng có chủ trương nào để tàn sát đồng bào Huế. Đó là cái lời tuyên truyền mà từ trước đến nay do tên đại tá Trả Hàng Bùi Tín vẫn thường nói như vậy. Thì thưa anh, chúng tôi tổ chức cái lễ tưởng niệm để nêu lên cái tội ác cộng sản là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái mục đích nêu lên tội ác đảng cộng sản và để cho mọi người thấy rằng là chúng ta phải làm cái gì đó để lấy lại công bằng và công lý cho những nạn nhân đã chết một cách hết sức là oan ức. Vì vậy, chúng tôi sẽ trình bày cái vấn đề chúng tôi đã liên lạc với tổ hợp luật sư quốc tế và đã thiết lập hồ sơ để đưa cái đám này ra tòa án quốc tế xử về cái tội ác chiến tranh và tội diệt chủng. Đó là cái thứ hai mà nhằm mục đích để thông báo công việc làm của Ủy ban truy tố đến với đồng bào quốc nội và quốc ngoại trong cái lễ kỷ niệm 45 năm biến cố Mậu Thân. Cái thứ ba, chúng tôi làm cái buổi lễ tưởng niệm cho đồng bào đã chết, đã bị thảm sát, và chúng tôi cũng không quên làm cái lễ truy điệu cho những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ xương trắng máu đào cho cuộc chiến bảo vệ cố đô Huế và bảo vệ đồng bào Huế trong Mậu Thân 68. Và cũng trong cái buổi lễ tưởng niệm truy điệu này, chúng tôi cũng làm một cái buổi lễ truy điệu chung cho những binh lính của quân lực đồng minh, nhất hàng là những người lính Mỹ của sư đoàn 101 nhảy dù, của sư đoàn kỳ binh không vận Hoa Kỳ, của sư đoàn thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã tham chiến với quân lực Việt Nam Cộng Hòa và cảnh sát quốc gia trong cái trận đẩy lui quân cộng sản ra khỏi thành phố Huế vào năm Mậu Thân 68. Và một cái ước nguyện cuối cùng mà chúng tôi sẽ làm trong cái buổi lễ này là nhân cái buổi lễ đó, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn hết đến những cái người lính Việt Nam Cộng Hòa hiện đang còn sống mà đã từng tham chiến cho cái trận đánh Huế, và cũng gửi lời cảm ơn đến các cựu quân nhân của ba sư đoàn Mỹ tham chiến tại Huế. Cái lời cảm ơn của dân Huế mà đã 45 năm rồi chúng tôi chưa có dịp để mà đại diện cho người Huế cảm ơn những cái người anh hùng đó đã xả thân cứu đồng bào và cứu cố đô Huế trong thời gian 1968. Và nhân đây tôi cũng xin thưa với tất cả quý vị rằng là chúng tôi sẽ tổ chức cái buổi lễ tưởng niệm này vào ngày mùng 1 Tết vào 1 giờ trưa tại phòng hội của City Westminster gần khu vực Lido, trong khu vực Lido Sài Gòn. Chúng tôi xin mời tất cả đồng bào cũng như tất cả anh em cựu quân nhân và đặc biệt là những kẻ đã từng tham chiến trong trận đánh Mậu Thân Huế xin đến để cho chúng tôi được đại diện những người Huế gửi một cái lời cảm ơn đến cái sự hy sinh, đến cái hành động nghĩa hiệp của quý vị đã xả thân bảo vệ Huế và cứu đồng bào trong cái cơn loạn lạc năm 1968. Tôi nghĩ rằng là cuối cùng thì cũng xin thưa với quý vị rằng là vì cái phương tiện nó hơi yếu hẹp, những cái dụng cụ chúng tôi là những cái dụng cụ không phải là của những cái người professional chuyên môn, cho nên có nhiều vị đã nói rằng âm thanh không được rõ, thì tôi đại diện cho anh em kỹ thuật xin lỗi quý vị và hy vọng rằng một ngày nào đó chúng tôi có cái phương tiện tài chánh nào đó thì chúng tôi sẽ có mua những cái equipment nó tối tân hơn một tí thì có lẽ là tiếng nói rõ hơn. Bây giờ thì trong cái hoàn cảnh eo hẹp thì chúng tôi mong là quý vị bỏ lỗi cho
về cái vấn đề kỹ thuật, nhất hạn là tiếng nói không được rõ ràng. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp quý vị vào một cái buổi hội luận trong tuần sau. Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu thanh niên một lần sinh máu. Đem Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu người trai sao đành từ nào. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu sinh linh sẽ được siêu thoát. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu triệu dân sẽ được tái sinh. Khói Ba Đình, hàng triệu thanh niên một lần sinh máu. Đem Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu người trai sao đành từ nào. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu sinh linh sẽ được siêu thoát. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu triệu dân sẽ được tái sinh. Khói Ba Đình, hàng triệu thanh niên một lần sinh máu. Đem Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu người trai sao đành từ nào. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu sinh linh sẽ được siêu thoát. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu triệu dân sẽ được tái sinh. Khói Ba Đình, hàng triệu thanh niên một lần sinh máu. Đem Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu người trai sao đành từ nào. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu sinh linh sẽ được siêu thoát. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu triệu dân sẽ được tái sinh.